chào mọi người. Vợ chồng mình đang có mặt ở Miêng Đông. Bọn mình bây giờ là mấy giờ chiều rồi sao? Bây giờ là 4 giờ chiều. 4 giờ chiều và bọn mình chưa có ăn uống gì hết cả. Bởi vì ông này ông ấy ngồi quay phim và đợi mình đi làm tóc. Thấy đẹp không? Giống gái Hàn Quốc chưa? Công việc đầu tiên sau khi đáp máy bay xuống là đi cắt đồ. Sau đó thì phi ngay ra hàng làm tóc. Mọi người thấy ok không? Cái vlog mà quay trải nghiệm làm tóc ở đây ấy, thì sẽ up trên kênh Trinh Phạm nha. Mọi người có thể xem ở trên đấy nhá. Còn bây giờ thì vợ chồng mình sẽ phải tìm một cái gì đấy để ăn đã. Đói quá. Đợt sau dịch ấy, vợ chồng mình có xem một vài cái phim tài liệu về mấy cái phố như kiểu Miêng Đông hay là Hồng Đề ở Hàn Quốc. Thì thấy là kiểu mọi thứ nó tiêu điều hơn và kiểu cũng ít cửa hàng mở hơn. Nhưng mà mình nghĩ đến thời điểm này là thời điểm mà mọi thứ đã chính thức quay trở lại rồi mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy không? Phố rất là đông, mặc dù mới có 3 giờ chiều thôi, đến tối thì nó còn sẽ đông hơn nữa cơ. Tí nữa bọn mình sẽ về Airbnb để check in. Tại vì lúc bọn mình hạ cánh thì là người ta chưa có check in á, nên là vẫn đang để đồ ở đó mà chưa vào phòng. Cái phòng thì được cái là cái địa điểm rất là thuận lợi, ngay gần Miêng Đông luôn, cách có một cái bến tàu thôi. Chưa kịp tìm thấy hàng đồ ăn thì đã tìm thấy hàng mỹ phẩm, vợ tôi lại phải vào đây 30 phút rồi. Thề luôn. Và mà nghe lời các bà bán hàng ở đây ấy, thì cái gì cũng muốn mua. Trời ơi, mày từ đâu tới? Từ Việt Nam à? Trời ơi, sao xinh vậy? Quá xinh, da đẹp quá. Trong khi mặt mình đang có mấy cái mụn. Bọn mình đã tìm thấy một hàng mà khá là nổi tiếng đợt này ở bên này, gọi là Isaac Toast. Có sandwich. Ở đây có thịt bò này. Thịt bò, có bacon, có ham and cheese. Đây, mình có hai thứ. Cái đầu tiên là beef bulgogi. Là trong này có cái như kiểu là thịt burger mà thịt bò ấy. Có trứng này, có phô mai, có da bắp cải. Đấy. Ngoài ra thì cái này là bacon best. Là có bacon, có cheese, trứng và bắp cải. Và cái bánh mì này người ta cũng nướng qua với bơ rồi ấy, nên là ăn rất là thơm, rất là ngon. Nó kiểu khẩu vị của người châu Á ấy, đúng không? Ừ, sandwich nhưng mà khẩu vị của người châu Á. Chúng tôi đã đến phòng. Phòng ok phết nhỉ? Sạch sẽ. Sạch sẽ ghê mà kiểu đủ các thứ luôn đấy mọi người. Đây là máy giặt này. Bếp mà. Bếp chắc bọn mình chả dùng mấy đâu nhưng mà cũng có đầy đủ. Cốc, đĩa, ly. Trong này là cái gì? Một vài dụng cụ nấu ăn. Rửa mặt ở đây. Nhà vệ sinh này. Trong này có toilet với cả phòng tắm. Đây là chồng tôi. Xin mời quý khách. Đây là một chiếc giường dành cho hai vợ chồng mình. Cũng không quá rộng nhưng mà đây là vừa cho hai vợ chồng rồi. Đủ ấy, tại vì bọn mình có trong phòng mấy đâu. Nên là phòng này sẽ vẫn là ok ấy. Một bộ bàn ăn. Thế này gọi là ban công. Vừa là bàn ăn rồi. Bác mở cửa xem view nè. Xinh nhỉ? Xinh nhỉ? Mà phòng này cứ siêu tiện ấy mọi người ạ. Cái bến tàu ở ngay bên cạnh tòa nhà luôn. Thông với tòa nhà luôn. Mình sẽ để link Airbnb của căn này cho mọi người dưới phần description box nha. Thích quá mọi người ơi, mát bọn quá. Mình cuối cùng vẫn ra kịp để đón hoàng hôn ở sông Hàn. Hôm nay có hai hướng dẫn viên du lịch là Linh và Tiên. Bọn mình nhắn tin cho nhau ở trên Instagram, thì xong rồi hẹn nhau mấy chị em, anh chị em đi ra đây. Về đi ra mua thảo đúng không? Xong rồi chúng mình sẽ gọi gà rán để ăn đúng không? Ông Thành và Tiên đã đi mua thảm về. Bao nhiêu tiền cái này? Ơ mua cái kem à? 5.000 won hả? 5.000 won một cái kem đấy. Thank you. Đây là kem gì đây? Thank you. Tôi đã mua 5.000 won cho một chiếc kem này. 5.000 won là bao tiền? 5.000 won là khoảng 90.000. 90.000 đúng rồi, kem này á? Ừ. Thôi cũng được. Ừ, cũng nhiều mà. Ăn ngon. Ăn thử xem nào. Vợ với Linh đang order gà. Ừ. Nhưng mà mãi chưa order xong. Ừ. Vợ chồng mình ấy
cứ đi đến nước nào là lại đi chơi với cả các bạn follower. Kinh nghiệm hay kinh nghiệm mọi người. Nên bảo mình thích ý, tại vì hai vợ chồng đi riêng thì cũng được, nhưng mà có người đi chung chơi chung nó vui hơn, nhất là những bạn ở đây này, xong rồi bọn mình sẽ kiểu hỏi mọi người về cuộc sống ở đây như thế nào. Với cả mọi người ở đây lâu, mọi người không biết chơi ở đâu này, ăn cái gì ngon, mọi người chỉ cho. Lần này bọn mình đi, sau đó thì lần sau bọn mình sẽ cho bơi đi cùng. Bơi chắc là sẽ thích ở bên này. Mà buồn cười bây giờ đi đâu cũng kiểu cứ đi đâu thích thích ấy, lại nghĩ là chắc con đi nó cũng thích lắm. Mà nếu mà cho con đi thì nào cũng sẽ có những giây phút quát nhau. Khéo mà không có con đi mình mới thấy nó đẹp, nó dễ chịu. Nhưng mà có con đi mới bảo là thôi là sao không đi nữa. Là sao cho nó ở nhà đi. Bọn mình mới khám phá ra là ở ngay gần chỗ mọi người đang ngồi cắm trại có một hội chợ đồ ăn mọi người ạ. Thả nào thấy từ nãy giờ mọi người cứ mua đồ ăn xong rồi mang ra kia ngồi ăn á, trông rất là hay. Ra đây khám phá xem có món gì nha. Mình nhìn thấy có khoai tây chiên, kẹo hồ lô dâu. Mà lần nào xem phim Hàn Quốc tôi cũng thèm, nhưng chỉ cần ăn 3 miếng là tôi đã thấy cay vãi chưởng. Nhưng mùa đông hoặc là lúc mà đang lạnh ấy, ăn cái này ngon. Xem trong này có gì nhá. Cái này là gì đây? À, chicken bowl. Viên phô mai. Ok. Bên trong có gì? Sao chị thấy nhiều ớt vậy? Trông ngon thế nhỉ? Bây giờ là 10:15 và chúng tôi sẽ kết thúc ngày hôm nay với một chậu mì lạnh ở Hồng Đê. Mọi người chưa biết là đang ở Hồng Đê mọi người ơi, nhưng mà lúc ấy nên mãi đi shopping nên không quay gì được, mà ở đây kiểu rất là đông người nên là cũng không muốn quay cái mang gì hết. Mang tiếng là ra mua đồ cho chồng nhưng mà chồng không được mua cái gì đâu. Đấy, ông Thành thì được cái là ấy, nếu mà rủ đi shopping ấy thì sẽ bảo là lười không muốn mua gì. Xong đến lúc nào không có đồ mặc thì sẽ kêu là đấy, vợ thì suốt ngày ăn diện này kia còn chồng không có gì để mặc cả. Đúng. Hôm nay là có Linh với cả Tiên ở đây là làm chứng nhá. Chứ không phải là... Ok, bọn mình sẽ ăn đây và sau đó chắc đi về thôi bởi vì cũng mệt quá rồi. Next day. Good morning. Hôm nay là ngày thứ hai và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ đi làng cổ Búc Chong, cũng ngay gần đây thôi. Mình mới phát hiện ra là thuê cái căn hộ ở đây rất là tiện luôn, bởi vì nó vừa gần làng cổ này, vừa gần Đông Đê Mun, mà cũng nếu mà đi từ đây sang Gangnam khoảng từ 30 đến 35 phút, rồi cũng gần Hồng Đê, nói chung là cái gì cũng gần hết mọi người. Thấy rất là tiện luôn. Ngày hôm nay bọn mình bắt đầu hơi muộn, bây giờ cũng phải tầm 10:30, 11:00 rồi, tại vì ở đây nhanh hơn ở bên Việt Nam 2 tiếng. Ông Thành đang muốn khoe mọi người tất cả những đồ mà bọn mình thường mang để phục vụ cho việc quay chụp, cho bạn nào cần thì mọi người có thể tham khảo nhé. Đầu tiên chính là chiếc máy quay mà vừa mình đang quay mọi người xem. Đây là chính là bạn đồng hành của vợ chồng mình suốt mấy năm qua, cực kỳ hữu dụng luôn. Bởi vì nó nhỏ gọn, tên là DJI Pocket 2, phiên bản thứ 2 thì pin các thứ nó tốt hơn. Đấy. Cái này, này thì nó có rất nhiều các phụ kiện khác, nhưng mà mình chỉ cần mang một cái case này, một cái mic này. Cái này nó có một cái chân để đỡ cả cái máy quay này, nhưng mà nó yếu quá nên là mình đã thay bằng một cái phụ kiện chân khác. Đây, trông nó chắc chắn hơn rất là nhiều để đi du lịch. Cái thứ hai đó chính là một chiếc gì ta?
vừa là tripod, vừa là dạng selfie stick. Đấy, khi mà vợ chồng mình cần chụp ảnh thì có thể set cái chân này đứng như này, lắp điện thoại vào đây, dùng cái giá đỡ này điện thoại vào đây, hoặc là lắp cả máy quay, cái này nó đỡ được cả cái máy quay nhỏ. Còn trong cái túi này không phải là vàng nữa nha mọi người, trong này mình đựng mấy cái remote, trong này có cả remote của cái chân này luôn, tức là khi mà mình cắm cái này vào mình bắt bluetooth ấy, thì mình đứng xa, hai vợ chồng đứng xa có thể cười, vừa cười và bấm vào nút này để chụp ảnh. Và cái này nữa cho mọi người xem, cái này thì sẽ là một cái bộ mic để có thể quay bằng điện thoại, chuyên dùng cho những bạn nào mà quay TikTok hay là thu trên điện thoại không thôi mà không cần dùng máy ảnh ấy. Cái này nó rẻ lắm mà cũng rất là tiện, nhỏ gọn này thôi. Bác này là nhà ở trong phố cổ này luôn. Và bác ấy cho mọi người vào đây miễn phí để xem cái vườn cây của bác á. Vườn cây có cả rau xà lách rồi các thứ, rồi được mang cà phê các thứ vào đây uống á. Đây này, ngay cái chỗ dốc đi vào. Xong rồi đi vào trong một cái hẻm nhỏ nhỏ. Ngày hôm nay nhà mình lại được một gia đình nữa dẫn đi chơi. Đó là gia đình bạn Nguyệt. Hôm qua bọn mình cũng nhắn tin ở trên Instagram. Thì xong rồi nhà bạn ấy lái xe là 350 cây nhỉ, 350 cây lên Seoul để chơi với cả vợ chồng mình. Trời ơi, hạnh phúc quá. Vừa mới chụp bao nhiêu ảnh cho cả nhà với cả cho cả nhà mình ở trên Bukchong Village, là một cái làng cổ ở trên này. Thì cái làng cổ này mọi người có thể thuê đồ hanbok đi lên trên này để chụp ảnh. Nhưng mà trên này cũng có giới hạn giờ thôi mọi người. Hình như là chỉ có từ 10 giờ đến 14 giờ nếu mình nhớ không nhầm. Thế nên là trước khi đến đây là mọi người phải xem giờ trước nhá. Và tàu đến đây cũng rất là tiện luôn, xuống cái bến An Gúc là tới rồi. Giờ này là bắt đầu đông hơn này. Mà nếu mà bạn nào muốn chụp ảnh đẹp ấy, thì cứ phải đứng đây canh, lúc nào mà ít người là mình bắt đầu chụp luôn. Tại vì cứ hết tour này đến tour khác là người ta tới chụp à. Đó, bộ này mình thuê là bao nhiêu tiền ta? 50.000 won, 50.000 won cho cái bộ này. Sau đó làm tóc là khoảng 15.000 nữa. Nhưng mà mình nhớ là vợ nhà hồi xưa vợ đi mấy cái cung điện ấy là thuê là làm tóc là free luôn. Nhưng mà cái hàng này là hơi đã mắc hơn một chút. À mà cho mọi người xem. Đến đây thuê hanbok là xem ảnh là có người quen nha mọi người. Đó, mọi người thấy ai quen không? Nhìn uy tín luôn. Thế là mình mới vào thuê á. Đây, hàng này tên là Hanbok Rental, Bukchong Hanbok này. Ngay góc này. Bây giờ là 2 giờ chiều và mà mình đang xếp hàng ở một cái hàng mà có khoảng 100 người mọi người ạ. Hàng này gọi là Myeongdong Gyoza, là một hàng rất là nổi tiếng. Riêng ngày hôm qua mình lướt TikTok ở đây ấy, đã nhìn thấy khoảng 6 người review cái hàng này. Có mì này, ăn với cả há cảo, thấy bảo rất là ngon. Nhưng mà đang thắc mắc tại sao là 100 người mà xếp hàng, người ta nói là 15 phút nữa là vào được rồi. Chắc là cũng nhanh thôi. Giờ này mọi người cũng đang đói này, Choco cũng đang rất là đói nè. Nên là bây giờ sẽ xếp hàng ở đây để đợi xem món ăn ở nổi tiếng ở Myeongdong xem nó như nào nha. Annyeonghaseyo. Giới thiệu tên. Irumi moeyo. Phone 하는 거.
몇 살이에요? 다섯 살입니다. 다섯 살. Bây giờ cho cô dạy cô nhá. Bây giờ cô nói là Annyeonghaseyo, đúng không? Là xin chào, đúng không? Thế bây giờ cô muốn nói là tôi là Trinh thì cô sẽ nói như nào? 저는 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 Trinh입니다. 저는 Trinh입니다. 저는 Trinh입니다. Thế mà nếu mà chú Thành muốn nói thì sẽ là 저는 Thành입니다. Thành à, chú sĩ. Thà, chú sĩ. Thành xin chào. Cảm ơn chú. Bây giờ mình sẽ ăn thử một loại mì mà chỉ có ở mùa hè thôi nhé mọi người. Chỉ có tháng 4 đến tháng 10 mới có. Mì này được chế biến từ đậu này. Còn sợi mì này thì có kết hợp với cả rong biển nữa. Vậy cũng ngon. Cái này nếu mà ai mà ăn chay là thích lắm này. Nhưng mà nếu mà mọi người đến đây ấy, thì chắc là nên gọi cái món mì số 1 đầu tiên đã. Bởi vì mình thấy là món đấy ăn nó đặc trưng ấy. Còn cái số 2 này nó chỉ có mùa hè thôi. Nhưng mà mọi người nên gọi một bát mà chia khoảng 3-4 người ăn ấy. Tại vì nó rất là ngậy. Lúc đầu nghĩ là mì lạnh là ăn nó sẽ kiểu thanh thanh đúng không? Không, nhưng mà cái mì này nó rất là ngậy nên mình ăn cho biết khoảng một bát chia khoảng 3-4 người ăn là vừa. Nhưng mà để đánh giá thì mình thích nhất là cái món mì đầu tiên và há cảo. Trời ơi, ngon kinh khủng khiếp mọi người ơi. Và cái món miến trộn thì cũng thấy rất là nhiều người ăn, nhưng mà chủ yếu là mọi người sẽ ăn cái món mì nước đầu tiên là nhiều nhất. Và ở đây được cái là phục vụ siêu nhanh. Lúc nãy đợi cũng khoảng 5-10 phút là lên đến đây rồi, mà trên này người ta phục vụ bằng robot ấy, nên là mọi thứ nó rất là nhanh. Là không bỏ công vợ chồng mình đi bộ đến đây mọi người ạ. Thực ra là đi tàu xong rồi phải đi bộ khoảng 20 phút nữa để đi đến đây. Chỗ này gọi là Banpo Bridge, là một cái cầu ở sông Hàn. Và từ tháng 5 đến tháng 10, à tháng 4 đến tháng 10 là ngày nào người ta cũng sẽ có 4 show phun nước ở đây. Và chỉ đến tháng 10 là hết rồi. Sẽ có 4 show là 12 giờ, 7 rưỡi, 8 giờ, 8 rưỡi. Hình như 9 giờ là không có nữa. Đó, bây giờ đang phun ở ngoài kia kìa. Đó, nhưng mà bọn mình sẽ đợi cái show ở sau. Thì bây giờ phải đứng xếp hàng ở CU để mua đồ ăn đã. Bây giờ gần 8 giờ tối rồi mà vẫn chưa tối mọi người ạ. Đợi tối hẳn thì chắc nó sẽ đẹp hơn á. Nên là bọn mình sẽ đợi cái slot sau. Ở đây người ta cũng thuê thảm này, thuê chăn. Xong rồi mua mì tôm, rồi mua các thứ để ngồi đây chill. Xong rồi ngắm nhạc nước ấy mọi người. Mọi người muốn đến đây ấy, mọi người sẽ đến cái bến Express Bus Terminal. Sau đó thì mình sẽ đi bộ đến cái Exit 8. Đó, xong đi bộ từ Exit 8 đi ra đây luôn. Đây là nghe theo review của TikToker nhé mọi người. Mình xem một bạn người Hàn sống ở đây. Bạn ấy nói là đi ra đây thì nên mua đồ ở CU, mua mì hay là mua cơm nắm gì đó để mang ra đây ngồi vừa xem vừa ăn. Nhưng mà tiếc là cơm nắm đã bị vét sạch, không còn một cái gì. Nên là mình mua mì mọi người. Mà ra đây lạnh ấy nên là ăn mì nó hợp. Thank you.
Hai vợ chồng mình vừa đến Seoul Station để mua hai vé đi Busan. Bọn mình search ở trên Google ấy thì có rất là nhiều web bán cái vé KTX, tức là cái vé tàu tốc hành à, tàu cao tốc để đi Busan, tức là đi từ đây đến Busan thì chỉ mất khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Thế nhưng mà bọn mình nhìn thấy rất là nhiều cái website ấy và bọn mình nghĩ đấy là thật. Nhưng thực ra đấy là những cái website mà người ta bán lại ấy, tức là người ta sẽ giúp mình book vé online, bởi vì hầu hết tất cả mọi người ở Seoul này thì mọi người sẽ book vé ở trên app. Nhưng mà cái app đấy thì nó toàn bằng tiếng Hàn ấy, nên là bọn mình không hiểu. Thế là bọn mình phải chạy ra đây mua thì cái giá vé nó rẻ hơn nhiều. Hôm qua bọn mình search luôn. Hôm qua bọn mình search là 98.000 won nhỉ? 95 hay 98.000 won một vé. Mà đến đây hôm nay mua là bao nhiêu? Có 57.000 won thôi, có nghĩa là nó rẻ hơn khoảng độ mấy chục nghìn won ấy. Gần một nửa luôn. Đó, thì nếu mà mọi người mua vé đi từ Seoul đến Busan hoặc là mua vé tàu ấy, thì tốt nhất là nếu mọi người không có app của Hàn Quốc thì mọi người đến cái bến tàu KTX này này thì mua nó sẽ rẻ hơn và nó đỡ sợ hơn ấy. Hôm qua mình mua, mình cũng định mua sẽ online cho nó nhanh rồi, nhưng mà mình cứ sợ là nhỡ bị lừa hay cái gì đó ấy. Thế là chạy ra đây mua thì nó vừa rẻ hơn mà nó vừa đúng. Mà ở đây người ta cũng nói tiếng Anh mà mua nhanh lắm, chỉ có khoảng 1 phút thôi là mua được hai cái vé rồi. Hết 38.000, tức là khoảng tầm 700.000 Việt Nam gì đấy. Thịt bò ở đây rất ngon, ăn rất tươi luôn. Và cái kiểu ở đây là thịt bò với cả thịt lợn người ta không ướp cái gì cả, để như thế rất là tươi, nướng lên xong rồi ăn. Vừa thấy ngon không? Ngon, no, no. Để thở được nữa mọi người. Mà đây, như này là rẻ hơn ở Việt Nam nha, đúng tên, không? Tên quán đây nha mọi người.